Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Tiết Anh. Tôi đến từ Salon Anbido tại thành phố Hồ Chí Minh. Adilon là một trong những học viện hàng đầu tại London. Và tôi rất là may mắn khi được đồng hành cùng với họ trong rất nhiều bộ sưu tập. Khi mà họ về Việt Nam thì đó chỉ là một cái phần thôi. Nhưng khi bạn chứng kiến một đội ngũ của họ thì họ rất là mạnh về khả năng cắt và làm màu. Được tham gia backstage cùng với Adilon là một trong những cơ hội rất là tuyệt vời để cho Hope và các bạn cộng sự được học hỏi những cái kỹ thuật mà họ mang đến Việt Nam trong lần này. Thì Tiết Anh sẽ rất là mong chờ được thấy bộ sưu tập. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày 27 tại Hà Nội để cùng tham gia bộ sưu tập Reception của Adilon.